Hôm nay em xin được trình bày về việc đặt ống thông, trong ECMO, thì đặc biệt là trong bệnh nhân via ECMO. Thì với VV thì chúng ta đặt theo phương pháp Schillinger thì đã rất là quen thuộc rồi và không còn bàn cãi nhiều. Tuy nhiên là khi mà đặt ống thông trong via ECMO, có những phương pháp mà qua da hay là phương pháp bộc lộ mạch máu thì hiện tại thì vẫn còn nhiều tranh cãi như băn khoăn. Thì hôm nay em sẽ trình bày để cho người ta có thể nắm rõ hơn về cái lợi ích cũng như là cái nguy cơ của từng cái thủ thuật này. Thì chúng ta biết là cái ECMO của chúng ta trong khoảng chục năm gần đây thì đã phát triển rất là mạnh mẽ và phát triển rất là mạnh mẽ, và bên cạnh đó thì cái kỹ thuật đường vào mạch máu cũng đã phát triển rất là nhiều rồi. Và cái việc mà chúng ta đưa đường vào cái mạch máu ta, nó sẽ là cái quyết định cái bệnh nhân có sống còn được hay không tại thời điểm chúng ta vào bệnh nhân ECMO, và cũng như quyết định các biến chứng sau này. Và từ đó nó nếu mà chúng ta đặt một cách phù hợp và hiệu quả thì nó sẽ làm tăng tỷ lệ tăng tỷ lệ thành công cũng như giảm cái biến chứng được cho các bệnh nhân sau này. Chúng ta biết cái đường vào ECMO của chúng ta thì nó rất đường vào ECMO chúng ta thì nó có hai dạng chính, đó là đường vào trung tâm và đường vào ngoại biên. Cái đường vào trung tâm của chúng ta ấy, thì nó chính là cái khởi nguồn của ECMO chúng ta, nó từ các ECMO của phẫu thuật tim hở, và người ta hỗ trợ tim mạch trong cái thời kỳ mà tim ngừng đập bằng cách là người ta đặt một cái ống sông vào trong cái nhĩ trái và một ống sông còn lại vào trong động mạch chủ. Là đó là cái hỗ trợ rất là sinh lý, đúng không? Thì chúng ta lấy và lấy cái máu từ tâm nhĩ phải qua màng trao đổi oxy, sau đó về cung động mạch chủ và đi tưới máu xuôi dọc cho bệnh nhân. Thì cái ưu điểm của nó là rất lưu tĩnh mạch rất là tốt. Tại sao chúng ta lấy được máu từ tận gốc của nhĩ phải, tức là toàn bộ cái lượng máu mà bệnh nhân trở về tim đều được chúng ta có thể hút gần như là 100%. Như vậy cái tỷ lệ mà BF trên CO, nghĩa là cái tỷ lệ mà dòng máu đi qua ECMO so với tổng cung lượng tim ta luôn đảm bảo được trên 80%. Vậy nó sẽ tăng cái hiệu quả của việc trao đổi oxy cũng như huyết động cho bệnh nhân. Tuy nhiên nhược điểm chính là chúng ta phải phẫu thuật, đúng không? Chúng ta cưa xước bệnh nhân ra và chúng ta đặt ống sông vào trong nhĩ phải, như đặt ống sông vào trong động mạch chủ. Như vậy nó là một cái phẫu thuật rất là lớn và thường nó chỉ được à, chính vì vậy nên là nó tăng nguy cơ chảy máu cũng như nguy cơ nhiễm trùng. Và thường như vậy thì các bệnh ECMO trung tâm thì thường chỉ được áp dụng trên các bệnh nhân mà có phẫu thuật tim thôi, và nó sẽ có hạn chế trong khi mà chúng ta làm ECMO cho các bệnh nhân mà ở ICU hoặc ở cấp cứu của chúng ta, hoặc là các bệnh nhân đang cấp cứu một tuần hoàn, tức là ECPA. Còn ECMO ngoại biên thì thường áp dụng của chúng ta, đúng không? Áp dụng ở các bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân hồi sức. Thì nó đặt ở đâu? Nó đặt ở các mạch máu ngoại biên. Các mạch máu ngoại biên tức là chúng ta không phải mở bệnh nhân nữa. Thì nó dễ thường áp dụng trong các bệnh nhân sốc tim mà chúng ta đang áp dụng ở đây, đó là bệnh nhân viêm cơ tim, bệnh nhân nhồi máu cơ tim và các bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Ưu điểm là gì? Là ít xâm lấn, đúng không ạ? Chúng ta đặt ở ngoại biên thôi, chúng ta không phải mở ngực, và giảm từ đó nó giảm nguy cơ chảy máu cũng như nguy cơ nhiễm trùng liên quan đến vết mổ và cuộc mổ. Và hiệu quả của ECMO thì nhưng mà cái bất lợi của nó là gì? Hiệu quả của ECMO lại phụ thuộc vào gì? Cái độ dài mà cái canin tĩnh mạch đi vào và cái vị trí của canin tĩnh mạch. Nếu cái đường kính của canin tĩnh mạch mà nhỏ, cái quả cái canin nó mà dài và cái vị trí chúng ta không đúng thì chúng ta hút không thể hiệu quả được cái lượng máu mà tận máu tuần hoàn về nhĩ phải, về tim phải. Và một cái bất lợi nữa đó là nếu mà chúng ta dùng đặt bằng cái đường động mạch đùi thì nó sẽ có một cái hiện tượng đó là HNQ hay dòng máu quẩn. Lát nữa thì dòng máu hướng nghịch, thì lát nữa thì bác sĩ Tú Anh sẽ trình bày sâu hơn chúng ta về về cái hiện tượng này. Thì ưu điểm mình vừa nói rồi đó là gì? Dễ tiếp cận, ngoại kỹ thuật thì quen thuộc với bác sĩ hồi sức cấp cứu, chúng ta không cần phải đào tạo về về mạch máu, không cần đào tạo về phẫu thuật mạch máu thì chúng ta cũng có thể thực hiện được. Đặc biệt giới tới thời điểm hiện tại thì dưới hướng dẫn của siêu âm, dưới hướng dẫn của màn hình quang ăn sáng thì những cái phẫu thuật này nó càng ngày càng trở nên dễ dàng và ít biến chứng hơn so với việc là chúng ta trước đây chúng ta phải chọc mù, đúng không ạ? Vị trí mạch máu rõ ràng ở đâu?
so với việc chúng ta phải đặt một cái ống thông mở ngược ra thì mạch máu ở đùi rất dễ tiếp cận. Tuy nhiên nhược điểm gì nó ảnh hưởng do cái ống thông chúng ta rất dài từ cái nghĩ phải cho đến ra đến máy của chúng ta, cái đường kính mà chúng ta chọn không phù hợp, đường kính ống thông phù hợp hay là quá dài thì nó sẽ dẫn đến làm giảm hiệu quả của cái thuốc máu cũng như vị trí mà chúng ta đặt ống thông không đúng, chúng ta không đặt được vào trong nghĩ phải hoặc là không đặt được đến chỗ bị ngã ba của tĩnh mạch chủ dưới và nghĩ phải, mà chúng ta lại đặt trong ổ bụng chẳng hạn, mà bệnh nhân có tăng áp lực ổ bụng chẳng hạn, thì nó sẽ làm hạn chế cái việc mà chúng ta hút được đủ máu cho bệnh nhân. Và hội chứng dòng chảy ngược thì cũng như trên cái hình đây chúng ta đã đổi, thì bác sĩ Dũng Anh sẽ trình bày chúng ta sâu hơn về vấn đề này. Có một đường vào nữa mà chúng ta cũng có thể áp dụng, nhưng mà ở đây thì chúng ở trung tâm hồi sức tích cực thì chúng ta cũng chưa chưa áp dụng cái đường vào này, đó chính là đường vào từ động mạch nách. Còn động mạch nách thì cái ưu điểm là gì, nó loại bỏ được cái hội chứng Harlequin, nghĩa là nó là dòng chảy thuận, nó đi vào của cái động mạch dưới đòn, động mạch nách và động mạch dưới đòn của bên phải, như vậy thì nó sẽ là dòng chảy thuận và nó sẽ tương tự như ECMO trung tâm, là nó sẽ không có cái hiện tượng Harlequin, nên chúng ta không phải lo lắng về vấn đề đó. Tuy nhiên hạn chế và cái hạn chế và cái ưu điểm nữa chính là hạn chế việc thiếu máu ở chi, vì cái động mạch nách có rất nhiều vòng cung nối mạch máu và nó chính là một cái đường tái tế máu tự nhiên, cho nên là cái nguy cơ thiếu máu ở chi thì nó sẽ ít hơn, tất nhiên là không phải không có nhưng mà sẽ ít hơn. Nhược điểm, tuy nhiên nhược điểm là gì, là chúng ta nó nằm ở sâu và chúng ta bắt buộc phải bộc lộ, bắt buộc bộc lộ mạch máu, thường là như vậy, chúng ta phải bắt buộc mạch máu và chính vì vậy nên cái nguy cơ chảy máu rất là cao, và chúng ta can thiệp ở vùng này thì nguy cơ các biến chứng giống như việc chúng ta đã đặt cà tè dưới đòn mà tràn máu, tràn khí vào phổi rồi chảy máu đúng không, chèn ép vào thần kinh. Vậy thì các phương pháp, chúng ta có những cái phương pháp này đặt canin vào mạch máu, thì về kinh điển là chúng ta có hai phương pháp chính, đó là chúng ta làm qua da hay là phẫu thuật mở mạch. Thực ra thì mở qua da là chúng ta không nhìn thấy mạch máu, là chúng ta sử dụng phương pháp Schrödinger, chúng ta đặt một cái gai quai vào, dù giống như việc ta đặt cái cathet trung tâm, ta đặt cái gai quai vào, ta nong ra và chúng ta đặt canin vào, thì rất quen thuộc của bác sĩ hồi sức rồi. Tuy nhiên về phẫu thuật mở mạch máu thì cũng có rất nhiều loại, đó là kỹ thuật mở mạch máu sau đó chúng ta rạch mạch máu và chúng ta đút canin vào, đấy là cái kỹ thuật mở mạch máu gọi là kinh điển cơ bản. Tuy nhiên là vì chính vì vậy nên là ví dụ như bệnh nhân mà đang máu đang phun về về đúng không, thì chúng ta khi rạch mạch máu ra như vậy thì cái nguy cơ mà chúng ta chảy máu mất máu nó sẽ rất là cao, nên người ta sẽ lai giữa phương pháp qua da và phương pháp mở mạch máu, đó là phương pháp mở mạch theo phương pháp Schrödinger, tức là chúng ta vẫn mở mạch ra, bộc lộ được mạch máu ra, và cái phương pháp này chúng ta người ta gọi là semi Schrödinger, chính là nó chính là việc chúng ta bộc lộ mạch máu ra thôi, thay vì chúng ta dưới chúng ta xương chúng ta chọc mạch máu thì chúng ta bộc lộ mạch máu ra và chúng ta chọc mạch máu, chúng ta cũng luồn gai vào, chúng ta cũng nằm và chúng ta cũng đặt canin như vậy. Có một kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật là mở mạch tạo cái mạch ghép, thì nó là phương pháp mở mạch giống như việc chúng ta làm cầu nối động mạch vậy. Thì về cái kỹ về cái xu thế, chúng ta nói về xu thế một chút, cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm một chút, tức là năm 2008 thì bắt đầu ECMO bắt đầu quay trở lại và phát triển rất mạnh mẽ. Thì tại thời điểm đấy thì các phương tiện hỗ trợ chúng ta còn kém, các phương tiện hỗ trợ chúng ta vào mạch ví dụ như siêu âm hay là màn quang sáng còn kém, và thứ hai là các kỹ thuật đóng lại mạch máu sau khi mà chúng ta kết ECMO nó cũng còn kém, cho nên đa số tại thời điểm đấy thì người ta ưu tiên là chúng ta mở mạch máu ra hơn. Tuy nhiên trong khoảng gần một chục năm trở đây thì chúng ta có thể thấy là đến khoảng 90% là các trung tâm ECMO trên thế giới đã bắt đầu chuyển sang là chúng ta không mở mạch máu nữa mà chúng ta làm qua da. Làm sao? Vì sao? Vì những cái tiến bộ của việc dẫn đường trong việc dẫn đường vào mạch máu cũng như là việc đóng mạch máu sau khi kết ECMO. Và người ta gần đây đã có những cái tổng kết khoảng 10 năm trở lại đây về các biến chứng, thì lát nữa về em sẽ nói thêm về các tổng kết về các biến chứng, chúng ta sẽ thấy cái ưu điểm của việc là chúng ta
đi vào đường vào mạch máu là qua ra như thế nào so với việc mở mạch máu. Thì kỹ thuật Schenker chúng ta nói lại một chút đúng không ạ? Schenker thì hiện tại thì nó cũng đã rất quen thuộc rồi, và chúng ta dựa trên siêu âm, đa số hiện tại là chúng ta dựa trên siêu âm. Dựa trên siêu âm nó có mấy lợi thế như thế này. Lợi thế thứ nhất là nó rất đơn giản, kỹ thuật rất đơn giản và chúng ta có thể làm tại giường được. Chúng ta không phải đưa bệnh nhân đến phòng phẫu thuật hay là phòng có siêu âm để làm can thiệp qua qua chụp mạch, mà chúng ta có thể ngay tại giường được. Ngay tại giường chúng ta có thể siêu âm, chúng ta đánh giá được cái mạch máu đấy nó có thuận lợi cho việc chúng ta vào không, có thuận lợi không thì việc là bệnh nhân có xơ vữa không, bệnh nhân có hẹp tắc không, bệnh nhân có giãn tình không, rồi là cái đường kính của cái mạch máu đấy nó phù hợp với canxi mà chúng ta muốn chọn không, và chúng ta định vị được cái vị trí, và dựa trên cái định vị vị trí đấy chúng ta chọc kim vào đúng không ạ? Chúng ta cọc kim vào thì chúng ta luồn gai và chúng ta theo các bước mà chúng ta đã tưởng làm rồi. Thì rõ ràng chúng ta thấy là ưu điểm là gì, là một cái chỗ mở nó rất là nhỏ, rất là nhỏ, và bệnh nhân không phải chịu một vết sẹo đó, và từ nhỏ như thế này thì nó sẽ tránh được cái gì, tránh được nguy cơ chảy máu, ta không phải rạch ra bệnh nhân ra thì nó sẽ tránh nguy cơ chảy máu, đặc biệt là trên các bệnh nhân ECMO là chúng ta dùng chống đông rất là nhiều. Thứ hai là tránh nguy cơ nhiễm trùng đúng không ạ, tức là đường vào rất là nhỏ, không phải tổn thương cái hàng rào bảo vệ thì cái nguy cơ nhiễm trùng nó cũng sẽ thấp xuống, và chúng ta chăm sóc cũng cực kỳ dễ dàng đúng không? Tuy nhiên là bất lợi là gì? Bất lợi là cần phải người có kinh nghiệm để mà chọc vào cái động mạch đó, vì ta biết là chúng ta chỉ cần chọc sai thôi, chọc lệch thôi, chọc xuyên mạch thôi, xuyên mạch thôi thì nó sẽ tạo ra một cái đường dò mạch máu ra ngoài, và nếu như mà chống đông không tốt đúng không ạ, thì nó cũng sẽ có thể chảy mãi và nó sẽ lóc vào trong sau phúc mạch, và chính đó là những nguyên nhân biến chứng mà chúng ta thất bại, chúng ta phải chuyển sang mở mạch máu. Kỹ thuật thứ hai mà chúng ta dùng nữa đó là kỹ thuật mở mạch máu. Mở mạch máu thì có ba phương pháp, thì em đã nói rồi, hai phương pháp trên thì mình cũng đã rất quen thuộc rồi. Có một phương pháp này nữa đó là phương pháp tạo mảnh ghép. Tạo mảnh ghép tức là chúng ta dùng một đoạn mạch nhân tạo, chúng ta xẻ cái mạch động mạch ra, chúng ta khâu khâu lấy và nối cái động mạch nhân tạo này làm một cái đường về, như vậy thì chúng ta không cần phải đường tái lấy máu nữa. Tuy nhiên là gì, tuy nhiên là cái này nó sẽ phụ thuộc vào, một là kỹ thuật viên, hai là phụ thuộc vào cái độ chắc, độ ổn, cái độ chắc của cái mạch ghép nối. Nếu như cái mạch ghép nối mà không tốt, phẫu thuật viên mà không tốt thì nguy cơ nó bung ra, nó chảy máu rất là ghê, rất là kinh khủng. Thì chúng ta nói qua về ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp này đúng không? Hai nhóm phương pháp thì đúng hơn, đó là qua da và phẫu thuật lấy máu. Về các qua da thì ưu điểm là rất dễ dàng thực hiện đúng không? Nó sẽ phù hợp với các bệnh nhân ở ICU của chúng ta không cần một phải bác sĩ phẫu thuật, nó ít xâm lấn, hạn chế nguy cơ chảy máu, hạn chế nhiễm trùng. Tuy nhiên nhược điểm là nếu chúng ta làm kỹ thuật không tốt, hoặc là các bệnh nhân mạch máu quá nhỏ, hoặc là bất thường giải phẫu thì mà chúng ta không quan sát được trên siêu âm, hoặc là không quan sát được trên màn hình quang sáng, thì nguy cơ chúng ta sẽ làm tổn thương mạch máu và thậm chí là bệnh nhân chết vì những cái tổn thương đó. Chúng ta tôi đã gặp rồi đúng không ạ? Và khó khăn là các mạch máu nhỏ có thắt thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều kinh nghiệm của người người làm. Về cái phẫu thuật mở mạch thì sao, thì chúng ta nhìn thấy mạch máu rồi, ta nhìn thấy rõ cái mạch máu đường vào rất rõ ràng, rất hiếm khi mà chúng ta đâm xuyên, đâm 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 thủng hoặc là đâm nhầm vào cái mạch máu ở đây. Cái hay nhầm nhất là chúng ta đâm vào động mạch đùi sâu đúng không ạ, chúng ta luồn canxi động mạch đùi sâu, nhưng mà với cái mở mạch máu chúng ta nhìn rất rõ ràng, chúng thấy mạch máu rồi đâm đúng vào đấy là xong. Tuy nhiên nhược điểm là thời gian triển khai lâu đúng không ạ, đặc biệt là các bệnh nhân mà ECPR chẳng hạn, các bệnh nhân tức là ECMO trong trường hợp cái vùng tuần hoàn thì bệnh nhân không thể nào đợi được phẫu thuật thuật viên, người ta có người gọi cho các bác phẫu thuật viên, các bác phải 5 phút 10 phút nó chạy nhanh lắm thì cũng mới đến nơi được. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm qua da thì sao, thì chúng ta bác sĩ hồi sức có thể đứng ở đó trực tiếp, chúng ta làm trực tiếp ở đó. Vậy thì thời nhược điểm là thời gian lâu và phụ thuộc phẫu thuật viên, và một cái nữa đó chính là tăng cái nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng, cái thì rất rõ rồi và trong một số nghiên cứu sau thì em sẽ trình bày rõ hơn. Thì các tổng kết thì cũng đã rất là lớn rồi, và đến thời điểm hiện tại thì người ta chắc là cũng không còn tranh cãi nhiều nữa, vì ở đây là có một cái nghiên cứu rất là lớn trên khoảng 814 bệnh nhân via ECMO,
Thì người ta thấy là khi mà ta so sánh giữa việc can thiệp qua da cũng như là chúng ta làm bóc lột mạch máu thì cho thấy là cái tỷ lệ nhiễm trùng tại chỗ thấp hơn rõ rệt so với lại là chúng ta mở mạch máu. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi, đúng không? Và cái tỷ lệ thiếu máu chi thì chúng ta sợ nhất là gì? Sợ nhất khi mà chúng ta làm qua da, chúng ta chặt, chúng ta gây tổn thương mạch máu, chúng ta gây ra huyết khối, chúng ta gây tắc mạch chi. Nhưng mà khi người ta tổng kết lại thì cái thiếu máu mạch chi thì ở hai phương pháp thì tương đương với nhau, không có sự khác biệt quá rõ ràng và nó không có ý nghĩa thống kê. Các biến chứng khác như giảm vận động thì người ta nghĩ rằng là việc rạch da mạch đùi nó sẽ có cái thể gây tổn thương động mạch đùi, thì nó sẽ gây ra tình trạng rối loạn cảm giác vùng đùi. Nhưng mà khi mà so sánh về cái biến chứng này thì nó rất hiếm và cái tỷ lệ giữa hai bên thì nó cũng không có sự khác biệt lắm. Các biến chứng sau khi kết ECMO, thì lại cho thấy là việc làm qua da của chúng ta nó tăng cái nguy cơ tăng cái biến chứng cao hơn so với việc chúng ta mở mạch. Và các biến chứng đấy thường là việc chảy máu dai dẳng và chúng ta phải phẫu thuật lại, tỷ lệ lên 9,4 so với 1,5%. Vì sao như vậy? Vì là cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta kết ECMO ấy, chúng ta phải đóng lại cái mạch. Với nếu mà chúng ta phẫu thuật thì chúng ta đóng mạch thì rất dễ dàng rồi, chúng ta mở ra chúng ta sâu lại thì rất dễ dàng rồi. Nhưng mà việc chúng ta đóng mạch ở các bệnh nhân làm Stargardt thì cái kỹ thuật nó không không phải là đơn giản, và cái nguy cơ nó có bị kín lại thì dùng Perclose chẳng hạn, như hôm nay chúng tôi đi học dùng Perclose chẳng hạn, thì không phải bệnh nhân nào cũng thành công và không phải là lúc nào nó cũng kín, nên là cái tỷ lệ biến chứng ở sau sau khi kết ECMO ở nhóm mà can thiệp qua da nó cao hơn so với lại nhóm mà chúng ta phẫu thuật mạch máu. Tuy nhiên là cái tỷ lệ cuối cùng về tỷ lệ sống sót của nhân thì không có sự khác biệt, đúng không? Thì dù mở phương pháp nào nữa, nếu mà thành công thì là sẽ thành công của việc ECMO thôi, chứ còn việc mở mạch máu thì nó không có liên quan nhiều lắm. Trên một nghiên cứu khác cũng mới xuất bản gần đây năm 2021 thì thấy là trên khoảng 120 bệnh nhân kia ECMO thì thấy cái việc chúng ta đặt ống thông ma dưới hướng dẫn của làm bất động sản thì cái tỷ lệ biến chứng mạch máu lớn của nó giảm đáng kể so với việc mà chúng ta mở mạch. Đấy, mở mạch nó rất ít rồi nhưng mà cái tỷ lệ biến chứng giảm đáng kể đó. Tuy nhiên thì cũng như cái nghiên cứu trên thì cái tỷ lệ tử vong thì nó cũng không không khác biệt lắm. Đây chính là một cái tổng kết của EMSO trong từ năm 2010 đến năm 2020 trên khoảng hơn 1.000 bệnh nhân, tức là số lượng cực kỳ lớn, đúng không? Thì tỷ lệ biến chứng chung liên quan đến huyết khối động mạch, thiếu máu chi hay là thì gần như là hai phương pháp nó tương đương với nhau, tức là các tỷ lệ biến chứng giữa hai phương pháp nó không có quá nhiều sự khác biệt. Đấy là tỷ lệ biến chứng chung. Tuy nhiên là cái tổng kết này thì nó cũng nói một cái tổng kết khác trên các nhóm đối tượng bệnh nhân VA-ECMO của EMSO đấy, thì trên 12.500 bệnh nhân thì cái tỷ lệ chảy máu tại chỗ khi mà so sánh phương pháp này thì tỷ lệ chảy máu tại chỗ giảm hơn này. Rõ tỷ lệ thiếu máu cục bộ chi thì cao hơn một chút, khoảng 5% so với 3% như chúng ta vừa phân tích rồi. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong thì tử vong tại viện thì không có sự khác biệt quá nhiều. Tuy nhiên có một đối tượng nữa mà chúng ta muốn nói đến ngoài các nhóm đối tượng VA-ECMO mà chúng ta thường nói như viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim, thì có một đối tượng nữa mà chúng ta cần quan tâm, đó là cái đối tượng bệnh nhân ECDA hay là các đối tượng bệnh nhân mà ECMO khi có cấp cứu một tuần hoàn. Thì tại sao chúng ta lại quan tâm đối tượng này? Vì cái đối tượng này là chúng ta cần thời gian mà bệnh nhân đang ngừng tuần hoàn, chúng ta cần phải can thiệp nhanh chóng để thiết lập được cái tái tuần hoàn cho bệnh nhân. Và việc chúng ta phải đợi bệnh phẫu thuật mạch máu thì nó có ảnh hưởng gì đến việc là hồi phục cái chức năng thần kinh hay cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân hay không? Thì trong nghiên cứu của trên khoảng 3.500 bệnh nhân cũng là tổng kết của EMSO thì tỷ lệ can thiệp qua da là 77% và tỷ lệ can thiệp qua da mà từ dạng đầu như cái biểu đồ ta phân tích dạng đầu khoảng năm 2010 thì nó 18%, nhưng gần đây lên đến 89%. Tức là dần dần các trung tâm trên cái quốc trên thế giới đều dần dần chuyển dịch sang việc chúng ta can thiệp qua da hơn là việc chúng ta
mở mạch máu. Thì khi mà so sánh các tỷ lệ biến chứng, chúng ta thấy là các biến chứng thông thường, ví dụ chảy máu rồi thiếu máu cục bộ chi, chảy máu tại vị trí rồi nhiễm trùng toàn thân, thì gần như là hai phương pháp này không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên là khi mà người ta nhắc đến cái biến chứng gì, biến chứng thần kinh nặng, các biến chứng thần kinh nặng ví dụ như chết não hay là các biến chứng về thần kinh, hồi phục thần kinh sau này, thì thấy là cái mà chúng ta làm qua da thì cái này tỷ lệ biến chứng nó thấp hơn hẳn và có ý nghĩa thống kê. Thì rõ ràng tỷ lệ biến chứng nặng về thần kinh chúng ta thấy là với cái nhóm can thiệp qua da thì chúng ta 13%, thì cái nhóm mà không được can thiệp qua da mà mở mạch máu thì lên đến 19%, và tỷ lệ chênh OR 0,62, tức là nó giảm đi nguy cơ 0,62 lần so với việc là chúng ta mở mạch máu, và nó cũng có ý nghĩa thống kê rõ rệt. Như vậy thì nó giải thích được cái việc là cái công việc mà cái việc thời gian mà chúng ta can thiệp và chúng ta tái lập được tuần hoàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên cũng có một số cái lưu ý là các bệnh nhân mà trên 60 tuổi trong nghiên cứu này thì tỷ lệ biến chứng thần kinh nghiêm trọng qua khi mà chúng ta đặt ống thông qua da nó giảm hơn đáng kể. Các nhóm phía trên thì cái sự các nhóm mà dưới 60 tuổi thì cái tỷ lệ sai biệt nó không có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên là các nhóm trên 60 tuổi, những cái đối tượng mà nhạy cảm với thiếu oxy não hơn, thì nếu chúng ta làm qua da thì nó giảm được cái biến chứng, giảm được cái biến chứng liên quan hệ thần kinh trung ương nó tốt hơn. Tuy nhiên là trên những cái trung tâm lớn, cái trung tâm ECMO lớn mà người ta thống kê là các trung tâm mà thường có trên 140 ca trong nghiên cứu này, thì người ta thấy là nó cái tỷ lệ đó nó cũng không sự khác biệt. Vì người ta giải thích là sao, là do là các trung tâm này thường là người ta cũng có cái đội phẫu thuật viên sẵn, và người ta nhanh chóng tìm được cái việc mà chúng ta đặt qua da hay là việc phẫu thuật mạch máu, cái thời gian nó sai biệt không đáng kể, và ở các trung tâm đó thì cái tỷ lệ biến chứng và thành nghiêm trọng nó không đáng kể. Ở các trung tâm ECMO mà ít kinh nghiệm hơn, các trung tâm ECMO mà số lượng bệnh nhân dưới 50 trong nghiên cứu này, thì cái tỷ lệ thì nó sẽ rõ ràng rất là nhiều, phải hiện sai biệt giữa hai bên nó cũng rất là nhiều. Còn về tỷ lệ tử vong thì cũng như vậy, cũng không có quá nhiều sự khác biệt, nên các biến chứng tại chỗ ở việc chúng ta can thiệp có qua da hay là mở mạch máu nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tình trạng toàn thân, cho nên nó ít ảnh hưởng đến cái tỷ lệ tử vong chung. Như vậy thì đặt ống thông qua da thì như chúng ta vừa phân tích thì rõ ràng là nó ít biến chứng hơn rõ rệt, đúng không? Ít biến chứng về chảy máu, ít biến chứng trùng hơn, biến chứng toàn thân cũng ít hơn, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là về tỷ lệ tử vong thì nó không quá nhiều sự khác biệt. Và thời gian chúng ta làm triển khai rất là nhanh, thời gian triển khai rất là nhanh. Tuy nhiên là chúng ta đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, và việc chúng ta phải được thực hành, được đào tạo một cách bài bản về siêu âm, về can thiệp mạch máu, và cũng như cách xử trí các biến chứng thời can thiệp mạch máu là hết sức quan trọng trong quá trình chúng ta can thiệp ECMO cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn.